mời toàn dân ta lắng nghe loa gọi liên hoan tiếng hát làn điệu dân ca. Chị em gần xa mau mau về dự, loa 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 loa. Chị em ơi mau mau đến dự liên hoan thôi nào. Với liên hoan hát du và dân ca ngày hôm nay, đơn vị huyện Cẩm Giàng chúng tôi gồm có 5 thành viên. Xin chào ban giám khảo cùng toàn thể hội viên. Trước tiên xin giới thiệu Vũ Thị Miện là tôi, hội viên hội phụ nữ, phụ trách mảng văn hóa và công tác an sinh, tuyên truyền về công tác giữ vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh Covid, Corona. Tôi đây xin nói ra, Hoài Trang là tôi đó. Còn tôi là Hoàng Yến, giúp phụ nữ giảm nghèo, làm giàu thật chính đáng, đưa xã hội gia đình mỗi ngày một phồn vinh. Phụ trách mảng dân số, kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền nuôi con khỏe, dạy dỗ con thật ngoan. Hỏi ra ai cũng biết, Vũ Thủy chính là tôi. Cuối cùng xin giới thiệu đội trưởng Vũ Lệ Huyền, duy trì sinh hoạt hội, phát triển các đường hoa, giúp phụ nữ chúng ta luôn nâng cao thành tích. Đến với liên hoan hát du và dân ca ngày hôm nay, Hội Phụ Nữ huyện Cẩm Giàng với tinh thần giao lưu, học hỏi cùng với phương châm đoàn kết, đổi mới và phát triển. Xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể chị em mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc liên hoan thành công rực rỡ. Đơn vị huyện Cẩm Giàng xin được gửi tới quý vị bài hát Du Con Nam Bộ với sự thể hiện của Lệ Huyền cùng tốp múa phụ họa. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Trên bờ